Hello, Hello, how are you today? teacher. Super good. I'm fine. Thank you so much for asking. Okay. So, what did you eat for lunch today? What did you eat for lunch today? What did you eat? Rice or noodles? Meat and rice. What kind of meat? What kind of meat? Beef. 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 Beef đúng không con? Chứ là gì con? À, thịt heo hả? Thịt heo mình sẽ đọc là pork. Big là con heo ha, còn thịt heo là pork. Pork. Ok. Bữa trước cô có nói là cô sẽ sửa 10 câu tiếp theo trong bài của mình đúng không? Rồi ok. Sẽ bắt đầu từ câu số 21 ha. Rồi, câu số 21 đáp án của mình là gì? How many? Chính xác, mình sẽ dùng how many nha. How many gì con? Planting books in the garden. How many? Giống như câu how many people, sau nó phải là một danh từ. Ở đây danh từ của mình sẽ là Planting books. planting. Planting là động từ. Ở đây mình cần danh từ. Danh từ là chữ roses. How many roses? How many roses? Đây là thì gì hả Minh? Thì gì con? Thì gì? Là thì hiện tại tiếp diễn ha. Hiện tại tiếp diễn thì mình sẽ có to be cộng vật in nè. How many crochets are chủ ngữ là gì? Chủ ngữ. Đây, đúng rồi, đây. Rồi cái động từ là planting in the garden, đúng rồi. Con đọc lại câu này cho cô lần nữa đi. How many Roses, roads roses, quy are tắc thêm es của mình ha. Roses, roses. Đúng rồi, tiếp tục 22. Her friends. Who? Chính xác. Who will? Đúng không? Who will ha? Who will? Tại sao nữa? Tới chủ ngữ. List. Đúng rồi. Động từ. Send. Letter Đúng rồi. The letter to. Continue 23. Môn học yêu thích của bạn là gì? Okay, what is your favorite subject? Chính xác. What is your favorite subject? 24. 24. Đặt câu cho cô làm sao mà mình trả lời là yes we do ha.
So do you have? Do you have? Do you have mother's son? Do you have? Do you have hay là do we have? You hay là we? You. Đúng rồi. Do you have? Magazine. Magazine and newspaper. Chính xác. Continue 25. Cô gạch dưới từ listen to music. Từ often đấy là mình thêm từ often vào con. What often? In your free time, chính xác. Mai mình sẽ đổi thành your ha. Okay, continue 26. What is đây có động từ to be nè Minh, vậy thì con sẽ đặt câu với động từ to be, đảo ra đằng trước ha. E. Yes. He good at drawing. Đúng rồi. E. He good at drawing. Chính xác. Continue 27. Computers. Computer là một cái đồ vật. Đúng rồi. What she learn about? What does computers she about? What does she learn? Thôi được rồi, không cần phải about. What does she learn in? What does she learn in computer science class? Chính xác luôn, giỏi. Tiếp tục 28. What is your mother doing at the moment? What is your mother doing at the moment? Đây là thì gì con? Thì gì ha? Quá khứ. Hiện tại thì... Đúng rồi. 29. Trò động từ. Thiếu trò động từ rồi. Không phải is. Trong câu khi nào có y với con thì mình mới dùng y. Không có y thì mình phải mượn trò động từ gì. Đúng rồi. What the land place?
đúng không? Vẫn còn thiếu chữ like ha, like. Đúng rồi. What the landlord play in? 30. Twice a week. Twice a week. Twice a week, hai lần một tuần. Vậy thì hỏi là bạn có thường, đúng không? Mỗi câu bạn có thường làm một cái việc gì đó không? Tần suất. Này, let's take a look at the theory. Đây, câu hỏi về thường thì mình sẽ dùng là how often. Đúng rồi, how often ha. Rồi, how often gì đây? You go to the movie. How often you vẫn còn thiếu trợ động từ trước chữ you. How often are you? No, ở đây không có to be các. Khi nào có động từ to be á, mình mới dùng er. Còn ở đây không có động từ to be, chỉ có động từ thường thôi. Thì mình phải mượn trợ động từ gì? Do. Đúng rồi. How often do you go to the movie? Chính xác. Rồi, tiếp tục làm tiếp cho cô câu 31 luôn ha. 31. On the summer holiday, đang muốn hỏi về khi nào? Khi nào mình sẽ dùng what, which, where hay là when? When. Đúng rồi, when. When day. When day, vẫn còn trợ động từ. When do they go to the beach? Đúng rồi. When do they go to the beach? Chính xác. Continue. 32. They stay. Very good, chính xác. Where do they stay? 33. Who, đúng không các? Who? Swam in the lake. Very good, chính xác. Who swam in the lake? 34. Fail. Fail là quá khứ của từ gì ha? Fail là quá khứ của từ gì? Phone, chính xác. Vậy thì câu này mình sẽ dùng thì quá khứ ha. The class, the class là gì? What does it mean the class? Cái ly thì mình sẽ dùng là What? Rồi sao nữa? Quá khứ nha, quá khứ. Đúng rồi. What did? What did, đúng không? No. Ở đây mình già làm những câu trên luôn á mình. What fell off the table? Thế là xong. What fell off the table?
chữ up, con double chữ F lên cho cô nha. Up có hai chữ F lận ha. Double F. Fell up. Like, tested by. What is your answer? What they saw. What? What does? What did? What do they see? See. At the zoo, chính xác. Continue 26. What time he left party? What time? Thì gì? Yes. Did. Yes. Did. Đúng rồi. Continue. 37. Where did John go last? Go to last summer. Last Sunday. Where did John go last Sunday? Correct. 38. A bunch có nghĩa là bó ha con. A bunch of flower, bó hoa. What it was does he get her for her birthday? What did he give? Hay là what did he give? Đúng rồi, trả về nguyên mẫu. What did he give her for her birthday? Chính xác. 39. Where the company sent the name the new worker. What did the company send the new workers? Right, okay. Rồi, tiếp tục 40. Thì gì các? What did? Đúng rồi, what did? Your sister. About dream last night. Okay. Dream about last night. Tiếp tục 41. When chính xác. Well, deep.
grandmother her. Here, B1 của her là here. A loud scream. Đúng rồi, a loud scream. 42. So to the history museum, to the history museum. So we have the different US word that is where, right? Where? You ca, you ha. Câu hỏi mình sẽ chuyển thành you. Ai you we, câu hỏi mình chuyển là you. Where did you? Là gì nữa nè? Go. Where did you go? Có to không? No, không có to ha. Trong câu trả lời mới có to. 43, câu 43. Rồi, ở đây cô có từ peel có nghĩa là vỏ ha. Banana peel là vỏ chuối. Why? Là trượt ha. Slip là trượt. Why did he fall? Why did he fall? Chính xác. 44. Why was the teacher angry? Why were? Đúng rồi. Why was the teacher angry? Chính xác. Continue. 45. Câu này hồi ở phía trên mình có từng gặp qua rồi ha. Hỏi về bao lâu? Mất bao lâu để đi đến trường? Bao lâu thì mình sẽ dùng mẫu câu. Bao lâu? How long? How long? Rồi gì nữa Minh? It's. Cô cho it's con xem lại phần lý thuyết nha. Cái chỗ how long ha. Đây. How long does it take you to? Đúng rồi. How long does it take you to ha? Rồi mình áp dụng làm câu này. How long does it take you? Rồi gì nữa con? How long does it take you to? Get to school. Đúng rồi. Continue. 46, câu 46. Cô sao con thấy màn hình của con nó hơi mờ mờ. Vậy hãy để cô thử nha, cô thử thoát ra vào lại thử nha.
Rồi bây giờ thì sao Minh? Con thấy rõ chưa? Ok, tiếp tục 46. Quên. Quên, chính xác. When did she When did she buy ride a bike? Chính xác. Continue 47. Half a kilo đang hỏi về số lượng ha. Mua bao nhiêu thì mình sẽ dùng mẫu câu gì? How many? Đúng rồi, how many? How many gì các? How many kilo? How How many many children? kilo of cheese? Thì gì đây? Thì gì? Quá khứ. Vậy thì mình sẽ mượn từ động từ gì? Do, the hay là did? Did, đúng rồi. Did you? You buy? Chính xác. Tiếp tục 48. He took his driving test. So 48, đáp án của mình là 48. Your answer is 48. Thì gì cơ? What? Đúng He rồi. do 2 days ago. Today ago, chính xác. 49. Hôm nay mình sẽ cố gắng sửa đến câu số 80 ha, 80. 49. 49 là con. Cái con trong bài này có tập hợp tất cả những câu không? À, cô nhớ hình như là 108 câu thì phải. Làm đến 80 câu thì ngày mai chỉ cần làm hơn 20 câu không? Đúng rồi. Ở đây cô gạch dưới chữ Linda nha. Linda là a person, người. Người. Oh, đúng rồi.
he met for coffee? Who did he met hay là meet? Who did he meet for coffee? Okay. Continue. 50. Câu 50. Fifty, câu 50. Win. Đúng rồi. Win. Có to be nè mình. When what? You born. Đúng rồi, giỏi. When were you born? 51. What am on when? When, đúng rồi. When did your cousin start selling? When did your cousin start selling? Chính xác. 52, câu 52. Người đúng không con? Người thì mình sẽ dùng là who ha. Who did you go to the cinema? Chính xác, cinema with. 53, câu 53. What time? For 6 months có nghĩa là trong 6 tháng. Bao lâu ha? Bao lâu? How long? Đúng rồi, how long? Trả động từ. Does you take? Did. Does you take? Did. Đây là quá khứ. How long did you stay? Đúng ha? Đúng rồi. 54. She put the fragment and why did she kill the fragment? Why did she call the fireman? Chính xác. 55. Tương tự như câu kia hả con? Tương tự như cái câu mà bao nhiêu quá. How many kilos? How many kilos of oranges? How many kilos of oranges?
Did you buy? How many kilo of oranges did you buy? 56, 56. Câu 56. Covid John. Did John write a write about? About. Rồi, chính xác luôn. Tiếp tục 57. Nếu như 80 câu không kịp thì ít nhất mình cũng phải được câu 70 ha. Ít nhất phải là 70 trong ngày hôm nay. 57. What? Đúng rồi. Did you do last night? Chính xác. 58. Where? Cái gì con? Cái gì? Where là nơi nào rồi? Cái gì? What? Đúng rồi. Chính xác. Continue 59. So you did Susan give the money to? Chính xác. Continue 60. Phương tiện. Phương tiện thì mình sẽ dùng gì ha? Phương tiện. Phương tiện thì mình sẽ dùng gì cơ? How. Đúng rồi. How gì nữa? How you go to school? Chính xác, giỏi. Tiếp tục 61. Why? What? You tired yesterday evening? What were you tired yesterday evening? Chính xác. 62. Đây là you con. You thì mình phải đọc là were. À, were là quá khứ của chữ A đúng không? Bình thường hiện tại đơn mình sẽ là why are you, thì were là quá khứ của A, trong quá khứ. Rồi, tiếp tục. 62. How many people? Married in five.
40. Chính xác. Rồi, tiếp tục 63. To the cinema last night. Chính xác. Did you go to the cinema last night? Continue. 64. Where? Where? Chính xác. The Sakira. Where did Chính xác. Where did Shakira grow up? Grow up là lớn lên ha. Shakira lớn lên ở đâu? Đúng rồi. 65. When he go on holiday. Đúng rồi. 66. Anything có nghĩa là bất kỳ điều gì ha con. Cô ấy không làm bất kỳ điều gì. Vậy thì câu hỏi của mình sẽ là How many? No. Cô ấy đã làm gì? How many? Cô ấy đã làm gì? Mình mới trả lời là cô ấy không có làm gì cả. Không có làm bất kỳ điều gì cả. What did she doing? What did she do thôi con. Bởi vì đây là quá khứ ha. What did she do? 67. Sở hữu của ai đó, của ai đó. Của ai đó thì mình sẽ dùng mẫu câu gì? Who, đúng rồi, who mà có chữ s e phía sau ha. Who did you borrow dictionary? Who did you borrow the dictionary? Chính xác. Câu này có nghĩa là bạn mượn từ điển của ai ha. Who's. Rồi 68. Try. Cố lên, mình còn 3 câu nữa thôi. Cố lên. Someone mình sẽ đặt là một ai đó, những người. Ồ, đúng rồi. Who gave some money to mine? Đúng rồi. Who gave some money to mine? 69. Who hay là whom? Đây, cô cho con coi lại nha. Phân biệt giữa who và whom ha. Đây. Whom did you see at Jane's birthday party? Khi mà cái người mà mình cần đặt câu hỏi nó nằm ở vị trí vị ngữ á, thì phải là whom nha con.
Đây ha, hum ha, còn who khi nào? Who khi nó là đóng vai trò là chủ ngữ, còn hum khi mà nó đóng vai trò là vị ngữ ha. Rồi, vậy đây who hay là hum? Hum, đúng rồi. Rồi, ở đây ha, bởi vì John đang đứng ở vị trí là vị ngữ, chủ ngữ của nó là someone, someone mới là chủ ngữ, còn John đang là vị ngữ nên mình sẽ dùng hum, chính xác. Hum. Hum, tại sao nó cần? Trời, động từ. One, someone help. Which homework? Which homework yesterday? The last one, câu cuối cùng trong ngày hôm nay, 70. When, chính xác. Six, trái động từ. Did, đúng rồi. Shakespeare. Shakespeare. Shakespeare là một nhà văn vĩ đại của thế giới hết con. When did Shakespeare? Shakespeare ha, là một nhà văn vĩ đại của thế giới. Con có từng biết cái câu chuyện Romeo và Juliet không? Con chưa biết hả? Câu chuyện đó nổi tiếng lắm, là của cái người nhà văn này viết á ha. Romeo và Juliet. Shakespeare. When did Shakespeare die? Thì đáp án chính xác của mình. Rồi bữa sau mình sẽ giải quyết thêm 30 mấy câu còn lại nữa là xong ha. Ok. So today we stop here. Goodbye. See you tomorrow. Goodbye, teacher. Bye. See you.